Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Kim Toyota quý vị ha. Hôm nay thì tôi mới thu về một mẫu xe Toyota Innova E số sàn đời 2019. Và mẫu xe này cũng đã là được làm đẹp theo công nghệ Marukuri. Innova 2019 tới nay là 2021. Qua 2 năm sử dụng nhưng mà mẫu xe này chỉ chạy được khoảng cỡ 38.000 km, gần 39.000 km. Và với một số xe đây là mẫu xe đi gia đình, được trang bị đầy đủ trang thiết bị hết, ghi DVD, camera gear, nói chung là đã có đầy đủ hết rồi, mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh. Và với cái mẫu xe này á, đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 680 triệu đồng một cái mẫu xe mà chất lượng y như là xe mới. Thì hôm nay tôi mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết mẫu xe này. Còn nếu quý vị có nhu cầu đổi những mẫu xe cũ qua những cái mẫu xe mà đời cao hơn hoặc là những dòng xe mới á, thì quý vị cứ vui lòng liên hệ ha, chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị ạ. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng tôi khám phá chi tiết mẫu xe này. Xin mời quý vị. Đây, quý vị có thể nhìn tổng thể ở phần phía trước đây quý vị. Như tôi đã giới thiệu quý vị, mẫu xe này là tôi là người trực tiếp đứng ra thẩm định và thu mẫu xe này về. Khi mà thu mẫu xe này về á, chỉ có bị trầy nhẹ ở phần cản trước và cản sau, thì chúng tôi đã tiến hành sơn lại rồi. Nhưng mà sơn trong hãng thì quý vị có thể thấy là nước sơn, chất lượng sơn rất là đồng đều nha quý vị. Nhìn xe rất là liền lạc. Xe này sử dụng thành phố nên cái chuyện mà bị trầy xước thì khó tránh khỏi nha quý vị. Quý vị thấy nè, từ trước ra sau rất là liền lạc với nhau ha. Quý vị thấy không, cụm đèn từ 2019 tới giờ thì chắc chắn còn rất là sáng rồi. Quý vị thấy nước sơn nè. Xe này mang bản số tại thành phố Hồ Chí Minh nha quý vị. Vì vậy nếu quý vị nào mà có hộ khẩu thành phố thì đỡ tốn, xe này 20 triệu tiền bản số ha. Nè, đây, vỏ còn rất là dày ha. Đây, đây nước sơn nè. Đó, quý vị có thấy không? Phía ngoài này đã có dán phim, che mưa, chắn cửa, đã có trang bị những cái trang thiết bị đây rồi. Đây quý vị, đây quý vị thấy nhìn không, nhìn xe rất là liền ha, từ phía trước ra phía sau. Những cái vỏ này toàn bộ là vỏ 2019 hết nha quý vị. Nè, quý vị thấy này, cái lốp còn rất là sâu nè. Đây là cái vỏ này quý vị, tất cả vỏ này khi chúng tôi kiểm định đều là vỏ 2019 hết. Xe chạy 39.000 thì làm gì có chuyện thay vỏ phải không ạ? Đây, đây lốp xe, đây là lốp xe cua quý vị, y ha. Đó, chỉ còn y hết nha quý vị. Đây, đây bộ vỏ sau này. Quý vị thấy không? Các chi tiết rất là liền lạc với nhau và nó đồng nhất với nhau quý vị, để khẳng định quý vị đây là một chiếc xe cái chất lượng còn y như xe mới không quý vị. Rồi mời quý vị vào bên trong nội thất để xem chi tiết nội thất của xe ạ. Đây quý vị, đây là không gian nội thất bên trong của xe nè quý vị, từ bảng tách bi cửa nè. Quý vị thấy không? Đó, cửa đóng rất là đầm nè quý vị. Đó, quý vị thấy không? Quý vị nghe âm thanh đóng cửa là cửa rất là đầm ha. Đây là số km của xe này quý vị, 38.867 km ha. Đây, nội thất bên trong xe này quý vị, có trải sàn này, có ghế da rồi nè. Quý vị nhìn những bộ ghế này, chất lượng còn rất là mới ha. Rồi trên thì có bọc trần nè. Đây, thì quý vị nhìn những hàng ghế sau này ha. Đây, tất cả đều được bọc da hết ạ. Đây, phần phía trước thì quý vị đã thấy là có camera gear này, DVD kết hợp với camera gear nãy tôi đã quay cho quý vị nè, tắp lô này, thì tất cả những cái chi tiết này của xe còn rất là mới quý vị ha. Thì như tôi báo quý vị, hiện tại mẫu xe này đang được Toyota Tân Cảng rao bán với mức giá đó là 680 triệu đồng cho mẫu Innova E số sàn đời 2019 này. Thì quý vị có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline và đến trực tiếp Toyota Tân Cảng gặp Kim quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ạ.